Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh đồ gỗ Trương Nụ của chị em hôm nay. Hôm nay cơ sở của chị em sẽ giới thiệu lên cho tất cả các bác là một bộ bàn ghế phòng khách ạ, bộ trường kỷ cô đồ đại 12 món và một số cây tủ bày đồ và một bộ bàn trà. Vâng, và bên cơ sở của chị em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và số điện thoại liên hệ của em là 0912 862 834, em đã ghim trên màn hình rồi. Vâng, và sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu lên này cho các bác là một bộ bàn ghế trường kỷ của đồ đại 12 món này, được làm trên nền là cây gỗ gụ hay gọi là gỗ mật của mật này, vượt cờ lốc sa cừ cũng như là đục chạm nổi, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Và thông số kích thước của bộ bàn ghế trường kỷ 12 món này là chúng ta có thể kê được khoảng là từ 10 đến 12 mét vuông thì chúng ta mới có thể kê được cái bộ bàn ghế này, cần một không gian cực kỳ là rộng ạ. Đó, và em sẽ đưa máy lại gần để cho bác cùng được xem chi tiết hơn về bộ trường kỷ này. Đó, trước tiên em sẽ giới thiệu cho các bác là một cặp đôn ngồi ở phía trước ạ. Đó, một cặp đôn ngồi này thì có thông số kích thước là mặt là 40 x 50 và chiều cao là 50 cm. Nó được cần một cảnh một cây hồng ở phía giữa cũng như là phần khung bao bên ngoài, cần ô chám cảnh dây leo liên chi chạy khung bao đường truyện rất là đẹp luôn các bác nhé. Đó, em sẽ quay chi tiết cho các bác ạ. Đó, và được cần là tứ diện luôn ạ, chân cực kỳ là lớn luôn. Đó, chân được chân là vuông 8 cm và rĩa đục chạm là rơi ngậm kim tiền. Đó, phần bệ được cần những đường dây leo liên chi cực kỳ là kỹ luôn các bác nhé, rất là dày dặn luôn, ốc sa cừ Singapore 7 màu rất là đẹp. Đó, và được cần tứ diện đó, em sẽ quay bốn xung quanh cho các bác coi. Đó, ốc rất là đẹp luôn, cần rất là dày dặn luôn các bác nhé. Đó, rất là kỹ luôn. Đó, tiếp theo đây là một chiếc mặt bàn. Đó, chiếc mặt bàn này cũng được cần tứ diện ạ. Đó, liễu đục chạm là rơi ngậm kim tiền, chân là chân vuông 10 cm. Đó, phần mặt thì được cần ô chám cảnh tứ quý tùng trúc cúc mai ở phần bốn xung quanh của chiếc viền bàn. Phần bên trong thì được cần là bốn chiếc giỏ hoa ở phần bốn góc. Đó, và phần giữa hình tròn giữa rồi mặt bàn này đây được cần cảnh tùng hạc bách điều. Đó, các bác có thể thấy đây, ốc sa cừ rất là đẹp, cần rất là tơ tóc và kỹ luôn các bác nhé. Đó, bên ngoài thì được cần thêm những cái đường chữ công cũng như là những đường chữ thọ tạo nên điểm nhấn cho chiếc mặt bàn này. Rất là đẹp luôn. Nó được cần tứ diện, em sẽ quay kỹ cho ốc sa cừ 7 màu rất đẹp luôn các bác nhé. Nó lại thay đổi theo từng góc nhìn, từng khía cạnh mà chúng ta ngồi bốn xung quanh chiếc bàn này để có thể nhìn được chất màu ốc của chiếc mặt bàn này. Đó, rất là đẹp luôn, đó là chiếc mặt bàn. Đó, em sẽ và chiếc mặt bàn này thì có thông số kích thước là đo đây là chiều ngang là 117 cm. Đó, và chiều dài là 155 cm. Nó cực kỳ là lớn luôn các bác nhé. Đó, tiếp theo em sẽ quay sang chiếc ghế đơn ạ. Đó, ghế đơn thì có kích thước chiều ngang là 80 cm. Đó, và chiều sâu em đo ở đây là khoảng 68 cm, đó là kích thước phủ bì đấy ạ. Đó, phần vai trên các bác nhé, phần vai trên nó cần những đường dây neo liên chì cực kỳ là tơ tóc và kỹ luôn. Đó, ô chám và được tạo nên điểm nhấn là những cái con xoay ốc của phần tựa của chiếc ghế này. Đó, phần bên trong thì được chạm thủng cũng như là được cẩn ốc luôn. Đó, riêng phần nô giữa này, nô dày khoảng 3 cm. Đó, cẩn cảnh phu thê các nhé. Đó, ốc sa cừ Singapore 7 màu rất là đẹp luôn. Đó, thay đổi theo từng góc nhìn. Đó, rất là đẹp, cẩn rất là kỹ luôn. Phần phía dưới này thì có đục chạm là đồng tiền các nhé. Khung bao cột thì bạc 4 x 4 ạ. Đó, cũng cực kỳ là dày luôn. Đó, phần tay đấy ạ. Phần tay các bác coi, rất là dày dặn và kỹ luôn. Đó, tay thì có bảng là 4 x 8 cm. Bảng tay 4 x 8. Nó phần mặt ghế cũng được cần 4 cây ạ, tứ quý tùng trúc cúc mai. Đó, chia là mỗi một chiếc ghế là một cây ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, và cũng được cẩn tứ diện luôn các nhé. Đó, em chỗ này thì hơi chặt một chút thì em sẽ quay qua cho các bác ạ. Các bác nào cần xem chi tiết hơn thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em đã ghim trên màn hình,
em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho tất cả các bác ạ. Bộ này thì gồm có là 4 ghế đơn ạ, một băng dài, 4 đôn kẹp và 2 đôn ngồi. Đó, đây là chiếc băng ghế dài các nhé. Chiếc băng ghế dài này thì được chia làm 3 lô chính ạ. Gọi là tam cấp. Phần giữa thì được cẩn cảnh phu thê và hai bên là cảnh chim hoa. Đó. Khung bao là 4x4, bảng tay là 4x8 cm. Đó, và thêm vào đó là những cái con tiện và những cái đường móc bọc này. Nó rất là đẹp và hài hòa luôn các bác nhé. Cẩn ốc rất là kỹ luôn, dày dặn. Đó, phần mặt đây ạ, phần mặt em sẽ quay cho các bác ạ. Đó. Rất là dày dặn và kỹ luôn. Đó, các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì anh liên hệ trực tiếp với em ạ. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác cùng qua số điện thoại Zalo của em là 0912 862 834 ạ. Em đã ghim trên màn hình rồi. Đó, bây giờ em sẽ quay sang phần phía phần mặt sau cho các bác cùng được xem chi tiết hơn ạ. Đó, đây là phần mặt sau của nhé. Đó, phần mặt sau cũng được cần rất là kỹ luôn, rất là dày dặn luôn. Đó, phần mặt sau thì nô là nô được đục chạm nhé, đục chạm cảnh cổ đồ. Đó, và cũng được cần tứ diện y như mặt trước luôn. Đó. Các bác nào có phòng khách rộng một chút thì đưa bộ này về kê tiếp khách thì cực kỳ là đặc cấp luôn các bác nhé. Đó, bộ gồm 12 món. Đó, 4 ghế đơn, một băng dài, 4 đôn kẹp và 2 đôn ngồi. Đó, được làm trên nền là cây gỗ gụ, gọi là gõ mật của mật này. Đó, các bác là quan tâm sản phẩm này thì nên trực tiếp với em ạ. Vâng, và với một bộ bàn ghế trường kỷ của đầu móc như thế này thì bên cơ sở của chúng em cũng sẽ giao lưu giá công khai cho các bác luôn ạ, với giá là 145 triệu. Hôm nay này em sẽ xả cho các bác ạ. Đó, giá tại cơ sở sản xuất của em luôn. Đó, em sẽ xả cho các bác là 145 triệu, bao free ship vận chuyển tại nhà cho tất cả các bác và bao lắp đặt tại nhà cho các bác luôn. Đó, phần ghế này đều là hàng tháo rời các bác nhé, phần ghế phần tựa tay này đều là hàng tháo rời. Đó, khi em sẽ vận chuyển em sẽ tháo rời ra và bó gói vào và vận chuyển cho các bác, và khi tới nơi em sẽ có đội ngũ lắp đặt tại nhà cho các bác, nên các bác yên tâm về vấn đề vận chuyển cũng như là lắp đặt tại nhà. Đó, với giá là 145 triệu em bao free ship vận chuyển cho tất cả các bác luôn. Đó, giá thành lý tại cửa hàng của chúng em. Đó, tiếp theo đây em có là một chiếc kệ góc nhé. Đó, một chiếc kệ góc này được làm trên cây gỗ gụ. Đó, chúng ta có thể bày đồ hoặc bày đồ sứ đầy bồ lưu niệm vào phần góc nhà. Một chiếc kệ góc như thế này rất là đẹp luôn. Đó, kích thước của chiếc kệ này thì có đường sâu góc vuông là 43 cm và cao là khoảng 135 cm. Và chia làm 4 tầng như thế này, chúng ta có thể bày đồ sứ, đồ lưu niệm hoặc là bình rượu cũng được. Rất là đẹp luôn. Phù hợp cho những không gian nào vừa nhỏ và hẹp ạ. Chúng ta có thể bày đồ cực kỳ là đẹp luôn. Với một chiếc kệ này thì bên cơ sở em cũng sẽ chào bán giao lưu với giá chỉ có 3 triệu thôi. Đó, 3 triệu đồng em cũng sẽ bao vận chuyển cho tất cả các bác ạ. Đó, tiếp theo đây em có đây là một bức tranh treo tường, tranh chữ phúc các nhé, tranh chữ phúc và được làm trên này là cây gỗ chắc ta Việt Nam. Đó, một loại chất gỗ cực kỳ là giá trị, tổng tốp của các loại gỗ luôn. Đó, và đặc biệt hơn thì bức tranh này thì được cẩn cảnh chữ phúc này. Đó, và được cẩn nó là những cái phần màu thân cây màu xám xám vàng ở đây là gỗ xưa các bác nhé, cũng như là những phần màu trắng này được làm bằng ngà. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, nguyên liệu quý để tạo lên cho một bức tranh như thế này rất là đẳng cấp luôn. Đó, và bức tranh này thì em đo kích thước thì vuông khoảng 60 cm, khoảng 60 cm các bác nhé. Đó, em đo đây là khoảng 60 cm. Đó, một bức tranh chữ phúc rất là đẹp luôn. Nó lá một tấm luôn có nhé, lá cực kỳ là dày luôn, lá mà lá một tấm luôn. Những cái phần màu xám này màu vàng lên là gỗ xưa nhé, ốc sặc cừ và ngà, cảnh chữ phúc, cảnh tùng hiêu tùng lộc, và cảnh sân cò ở bên ngoài cảnh cổ đô. Rất là đẹp luôn các nhé. Nó vuông 60 cm. Vâng, cơ sở em cũng sẽ giao lưu chào bán cho các bác là bức tranh treo tường chữ phúc gỗ chắc này. Với giá chỉ có 10 triệu thôi. Hôm nay em cũng sẽ xả cho các bác luôn ạ, giá 10 triệu một tấm tranh gỗ chắc. Đó, bao vận chuyển cho các bác luôn ạ. Đó, bên cơ sở em cũng sẽ bao hết vận chuyển cho các bác, nên các bác cứ yên tâm về vấn đề vận chuyển lắp đặt ạ. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây có là một cây tủ bày đồ nhé, một cây tủ bày đồ cỡ đại luôn đấy ạ. Đó, bình thường thì chỉ khoảng
một mét mốt đến 1,2 m thôi. Đó, nhưng cái tủ này là rộng tới 1,45 m, một cái tủ cỡ đại, đó, cực kỳ là to luôn, đó, ngang 1,45 m và chiều sâu là 4,5 m và chiều cao đo khoảng cũng khoảng 145 147 cm, rất là dày luôn nhé, có phải 240 cm, chiều cao là 240 cm và chiều ngang là 145 cm, chiều sâu là 45 cm. Rất là to và dày rộng luôn cô nhé. Mộng mẹo thì bên cơ sở em làm rất là chắc chắn luôn, tại cơ sở sản xuất, cho nên các bác yên tâm về vấn đề chất liệu gỗ này, chất liệu khảm này và chất liệu mộc mẹo này. Bên cơ sở em làm rất là chắc chắn. Chúng ta có thể bày đồ, bày rượu, hoặc bày những đồ sứ, đồ lưu niệm vào đây, rất là đẹp đấy cô nhé. Phần phía bên trên thì đục chạm là rơi ngậm kim tiêm, và đục chạm những cái đường truyện thọ, và chia làm ba ô kính á. Ba ô kính là chúng ta có thể chứa đồ quý giá một chút, chúng ta sẽ đậy vào đây. Bên ngoài thì chúng ta có thể chứa những cái bình rượu chúng ta uống hàng ngày, hoặc đồ lưu niệm chúng ta trưng lên, nó rất là đẹp luôn. Nó chia làm rất là nhiều ngăn luôn các bác nhé, và rất là sâu luôn, sâu tới 45 cm, cực kỳ là sâu và lớn luôn. Cái tủ này thì làm trên nền là cây gỗ gụ các bác nhé, cây gỗ gụ hay gọi là gõ mật cũng mật. Với một cây tủ này thì bên cơ sở em cũng sẽ chào bán và giao lưu với tất cả các bác ạ, với giá là 22 triệu một cây tủ như thế này, 22 triệu một cây tủ, em cũng sẽ bao vận chuyển cho các bác luôn. Rất là đẹp luôn, rất là to luôn các bác nhé. Tiếp theo đây, có đây là một bộ ba bàn trà. Bộ ba bàn trà này rất là đẹp, đẳng cấp luôn các bác nhé. Chúng ta có thể ngồi uống trà đàm đạo giữa hai người, rất là đẹp. Bộ ba món, hai ghế và một bàn tròn. Chiếc bàn này thì có cái kích đường kính là 70 cm, cao thì khoảng 80 cm. Chiếc ghế thì ngang 50 và sâu khoảng 42 cm. Chúng ta có thể ngồi uống trà rất là đẹp luôn các nhé. Em sẽ quay chi tiết cho các bác ạ. Được làm trên nền là cây gỗ gụ ạ, gọi là gỗ mật của mật. Phần phía bên trên của chiếc ghế này thì được đục chạm là bông hoa lá tây, cũng như là phần nô chính thì cẩn cảnh chim hoa và đường chú thọ, cột thì được cẩn những đường dây leo, những ô chám. Xen vào đó phần giữa của chiếc ghế này thì được tạo lên cho nó là những con song tiện, nó tạo lên một chiếc ghế Louis rất là đẹp luôn. Phần mặt nó cẩn luôn các nhé. Phần chân là chân Louis, chân là chân Louis, chân là rất là cong luôn nhé, chân Louis kiểu Louis Pháp đấy, nó rất là cong uốn lượn luôn, rất là đẹp. Cột là vuông là 4,5 cm, cực kỳ là lớn và dày luôn các nhé. Đó là chiếc ghế, đó là em sẽ quay sang chiếc mặt bàn đây. Mặt bàn trà này thì được cẩn cảnh là bát tiên du xuân, bát tiên du xuân rất là đẹp, cẩn ốc sa cừ và bên ngoài cẩn như ô chám dây leo liên chi bốn chung quanh. Đó, chúng ta ngồi uống trà đàm đạo rất là đẹp luôn. Đó, bốn xung quanh của chiếc bàn tròn này thì được cẩn hết những dây leo các nhé, cũng như là phần phía dưới đấy. Phần phía dưới này thì có một trụ nguyên khối luôn các nhé, trụ nguyên khối được, cũng được tiện nguyên khối luôn, cũng được cẩn hết ạ. Chân thì có ba chân, ba chân mà cũng được cẩn 6 mặt như nhau luôn, mặt nào cũng cẩn như mặt nào luôn, rất là đẹp và dày dặn rồi các nhé. Chúng ta ngồi uống trà đàm đạo tâm sự gì rất là hợp lý luôn. Chiếc ghế đây, bộ ba bàn trà, các bác nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em ạ. Giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Với một bộ ba bàn trà này thì bên cơ sở của chúng em cũng sẽ chào bán và giao lưu với tất cả các bác ạ, với giá là 17 triệu bộ ba bàn trà này. Các bác nào ở gần thì em có thể bớt cho một chút đi, thì ở gần thì em sẽ bớt chi phí vận chuyển, bớt cho các bác một chút ạ. Các bác nào ở xa thì giá là 17 triệu ạ, bao vận chuyển tới nhà cho các bác luôn. Đó, rồi em sẽ quay sang phần mặt sau cho các bác ạ. Mặt sau của chiếc ghế đấy, phần mặt sau của chiếc ghế cũng được chạm bằng bông hoa lá tây này. Đó, phần nô được chạm là song ngư, được chạm hoa lá tây song tiện. Đó, trần hoàn thiện việc đi cực kỳ là kỹ luôn các nhé. Đó, rồi rất là mát tay luôn. Đó, bên cơ sở của chúng em nó hoàn thiện việc đi của bộ ba bàn trà này, cũng như là các sản phẩm của bên cơ sở của chúng em mà rất là đẹp, rất là mịn luôn các nhé. Đó, các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì em liên hệ trực tiếp với em ạ. Trong video clip ngày hôm nay
Các bác nào mà nghe không rõ hoặc xem không rõ thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0912 862 834 ạ. Em đã ghi trên màn hình rồi. Mà các bác nào xem thấy hay thế nhỉ? Thì hãy cho cơ sở em là một nút like, một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ kênh để cơ sở của cho em ngày một phát triển cũng như là có động lực hơn để ra những video mới, những sản phẩm mới để đưa đến cho các bác cùng được tham khảo cũng như chiêm ngưỡng về các sản phẩm của bên cơ sở của chúng em ạ. Và cơ sở của chúng em cũng xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác là trong những video tiếp theo.